Cảm ơn quý vị vẫn giữ màn hình để tiếp tục. Bích Phượng kính mời quý vị theo dõi bản tin phân tích về cuộc tranh luận của hai ứng cử viên tổng thống. Chương trình do tiến sĩ Trần Văn Hải và Võ Thành Nhân thực hiện. Kính chào, chúng tôi là Võ Thành Nhân và tiếp tục trong chương trình ngày hôm nay, chúng tôi được hân hạnh tiếp xúc tiến sĩ Trần Văn Hải để tìm hiểu về cái cuộc debate, có nghĩa là cuộc tranh luận ngày hôm qua giữa hai ứng cử viên tổng thống của Đảng Dân Chủ và Đảng Cộng Hòa. Và sau đây là cuộc tiếp xúc của chúng tôi. Trước hết, xin được kính chào tiến sĩ Trần Văn Hải. Xin kính chào quý vị khán giả chương trình SBTN và xin chào anh Võ Thành Nhân. Ghi nhận của tiến sĩ Trần Văn Hải về cái cuộc debate ngày hôm qua như thế nào vậy thưa anh? Cũng như mọi người thì tối hôm qua tôi cũng có xem cái buổi tranh luận đầu tiên giữa Tổng thống Donald Trump và cựu Phó Tổng thống Joe Biden. Tôi đã ở đây 40 năm và tôi đã tham dự rất là nhiều cuộc tranh luận và tôi phải nói là tôi chưa bao giờ thấy một cái cuộc tranh luận mà cái người điều hợp viên họ không tôn trọng cái quy tắc của cái việc gọi là trung lập và đóng cái vai trò trung gian ở trong những cái cuộc tranh luận này. Tôi có cảm tưởng như là Tổng thống Donald Trump tranh luận với một cái team thứ hai, tức là ông Chris Wallace, người điều hợp viên, và ông Joe Biden. Thì nói chung nhận xét của tôi như thế này, về hình thức, như tôi đã nói là bởi vì ông Chris Wallace, tuy rằng là con của ông Mike Wallace là một ký giả kỳ cựu của CBS News, nhưng mà ông đã không tỏ ra là công bình, không tỏ ra là trung thực ở trong cái việc là đứng trung gian giữa cái hai cái người tranh luận, mà là đã có rất nhiều trường hợp mà ông ta không biết là vô tình hay cố ý là cứu Joe Biden những cái trường hợp mà gọi là tự mâu thuẫn mình, hay là khi bị Tổng thống Donald Trump vạch ra những cái điều không đúng. Điều đó cho nên là tôi kết luận về hình thức thì tôi dùng một cái câu danh ngôn của tiếng Việt là 2-1, không chột cũng què, có nghĩa là Tổng thống Donald Trump ở trong cái tình trạng là luôn luôn bị lấn át. Trong thứ nhất là trong việc trình bày những cái điều của mình, hoặc là khi mà phải nói rằng trong cuộc tranh luận này thì cả hai bên đều là tìm cách cắt lời nhau và phản bác nhau trong khi người kia phát biểu. Nhưng mà mỗi lần ông Joe Biden ngắt lời của Tổng thống Donald Trump thì Chris Wallace để yên. Còn trong khi Tổng thống Donald Trump ngắt lời ông Biden thì Chris Wallace nhảy vào và hoặc là đổi đề tài hoặc là trách cứ Tổng thống Donald Trump. Cho nên về hình thức thì tôi nói đây là một cái sự thất bại về của giới truyền thông trong việc là tạo ra một cái cơ hội để cho cử tri người Mỹ thấy rõ ràng cái đường lối vận động cũng như là những cái chương trình chính sách mà nếu một trong hai ứng cử viên đắc cử thì họ sẽ thực hiện về đối nội, về đối ngoại cũng như thế nào. Về nội dung thì anh Nhân có thể là có những câu hỏi thì tôi xin trả lời những cái trường hợp cụ thể. Kính thưa tiến sĩ, khi mà chúng ta nói về vấn đề kinh tế thì tiến sĩ ghi nhận như thế nào trong cái buổi tranh luận ngày hôm qua vậy thưa tiến sĩ? Về vấn đề kinh tế thì tôi nghĩ rằng đây là vấn đề quan trọng nhất, bởi vì trong tất cả các cuộc bầu cử khi người là công dân Hoa Kỳ vào phòng phiếu thì người ta thường thường là chú ý đến cái vấn đề gọi là pocketbook, tức là coi cái túi tiền của mình mấy năm qua nó rủng rỉnh như thế nào hoặc là nó xẹp lép ra sao, rồi người ta quyết định vào cái vấn đề là bầu cho ai để tiếp tục giữ cái vấn đề kinh tế tốt đẹp cho đất nước và cho cá nhân mình. Phải nói rằng là trong 3 năm qua thì kinh tế dưới thời của Tổng thống Donald Trump, trước khi mà cái nạn đại dịch xảy ra, thì được phải nói là một nền kinh tế hùng mạnh và chưa bao giờ phát triển như vậy. Nhưng kể từ khi đại dịch thì bởi vì là muốn là tránh tình trạng lây lan cho nên là phải đóng cửa kinh tế và nó đã phải là giảm thiểu một cái mức ở một mức rất là lớn, nhưng mà bây giờ thì cũng đang là hồi phục rất là nhanh. Thì Đảng Dân Chủ là chỉ muốn nói đến cái nền kinh tế dưới thời trong Tổng thống Trump kể từ ngày đại dịch tới bây giờ, nhưng mà họ muốn bỏ đi cái ba năm trước đây. Và đặc biệt là trong cái chương trình mà vận động của ông Joe Biden thì phải nói rằng là những cái đề nghị của ông mà Chris Wallace có hỏi, tức là nếu mà ông muốn tăng là 4.000 tỷ tiền thuế để mà thực hiện các cái chương trình kinh tế, đặc biệt là cái chương trình mà gọi là Green New Deal về cái vấn đề gọi là để giải quyết vấn đề biến đổi khí hậu, thì lúc đầu ông Joe Biden nói rằng là cái Green New Deal này nó sẽ tự gọi là trả cái chi phí
cho nó, bởi vì nó có thể tạo ra công ăn việc làm và sẽ là tự mình chi phí cho những cái nỗ lực đó. Tổng thống Donald Trump chim vào và nói rằng là tất cả mọi cái phân tích thì cho thấy rằng là phải cần 93.000 tỷ đô để thực hiện những điều mà Joe Biden muốn làm. Điều đó không thể nào thực hiện được bởi vì kinh tế của chúng ta có hạn. Ít nhất cái số tiền đó cũng phải là tốn 10 năm mới có thể là mà thu thập được mà không làm gì cả. Đến lúc đó thì ông Joe Biden là nói rằng là ô nhưng mà Green New Deal không phải là chính sách của tôi. Thì cái điều đó là cái điều ông tự mâu thuẫn. Và đáng lý ra thì Chris Wallace phải yêu cầu Tổng thống Joe Biden, Phó Tổng thống Joe Biden nói rằng là ông vừa nói được rằng là Green New Deal nó sẽ tự tạo ra của cải để mà chi phí cho những cái chương trình chính sách, rồi bây giờ là nói là không phải là chương trình của tôi là thế nào, trong khi Green New Deal chính là nằm ở trong cương lĩnh tranh cử của Joe Biden. Đó là một trong những cái điều mà tôi nghĩ rằng là ông Chris Wallace đang bị chỉ trích về cái vấn đề là đã thiên vị một bên trong khi không cho bên kia nghe là có quyền là phản biện và vạch ra những cái điều mà gọi là sai trái cũng như nếu không phải là dối trá. Và cái đề tài mà về vấn đề mà thiên tai, về những vấn đề mà hỗn loạn ở tại các thành phố giống như là cháy rừng hay là những vấn đề mà biểu tình đập phá, thì anh ghi nhận cái đề tài đó như thế nào vậy thưa? Chris Wallace có hỏi ông Joe Biden là khi mà những cái biểu tình ở Portland và Seattle xảy ra thì có bạo loạn, thì là ông Joe Biden có điện thoại cho những cái lãnh tụ địa phương ở đó mà đảng Dân Chủ để yêu cầu họ dẹp không? Thì ông Joe Biden nói rằng là tôi không thể hỏi gọi họ được. Nhưng mà trước đó thì ông Joe Biden cũng nói rằng tôi chính là đảng Dân Chủ, lúc này tôi là đại diện cho đảng Dân Chủ. Thế thì tại sao ông là chủ tịch của đảng Dân Chủ mà lại không gọi được những cái lãnh tụ của địa phương là ở Portland và Seattle mà để họ bạo loạn và đốt phá cũng như là cướp bóc tất cả những cái doanh nghiệp của các cái chủ tiệm nhỏ và vừa, và bây giờ cái số tiền mà gọi là khủng hoảng lên tới 1 tỷ 2 tỷ đô, đặc biệt là về vấn đề cháy rừng ở California. Thì là Chris Wallace hỏi Tổng thống Donald Trump về vấn đề đó và gán cho ông là vì ông rút ra khỏi cái hiệp ước khí hậu ở Paris năm 2016 và có lẽ do đó mà Cali cháy rừng. Nhưng mà vấn đề là tại sao chỉ có Cali cháy rừng? Nếu nói là vì biến đổi khí hậu thì các cái tiểu bang khác cận bên tại sao họ không có cháy rừng, và Canada cũng như là Mexico ở cận đó thì cũng không có cháy rừng. Nếu biến đổi khí hậu thì biến đổi khí hậu cả toàn cầu chứ tại sao lại chỉ có một vùng California. Và Tổng thống Donald Trump đang tìm cách giải thích đó là vì cái sự bất tài và không có giải quyết cái vấn đề lâm nghiệp kiểm soát rừng ở California sai lầm trong nhiều thập niên nay, cho nên bây giờ nó đã trở nên cái nạn mà cháy rừng hàng năm. Nhưng mà khi Tổng thống Donald Trump tìm cách giải thích thì Chris Wallace đổi đề tài và không cho ông trình bày là tất cả mọi cái nguyên nhân này. Đó lại thêm là một ví dụ về cái vấn đề là tôi nói rằng là cuộc tranh luận này chưa bao giờ tôi nghĩ là nó thiên vị đến như vậy. Và khi mà chúng ta nói tới cái vấn đề bổ nhiệm một vị thẩm phán ở trong tối cao pháp viện, anh ghi nhận cái đề tài đó thảo luận như thế nào vậy thưa anh? Đây là cái câu hỏi đầu tiên mà tôi nghĩ rằng là Chris Wallace đã đưa ra và tôi cũng xin trình bày như thế này. Năm 2016 thì Tổng thống Obama lúc đó là cũng đã đề cử một cái thẩm phán, tức là ông Merrick Garland. Thì theo cái hiến pháp Hoa Kỳ, khi có một cái chỗ trống ở trong tối cao pháp viện thì tổng thống có nhiệm vụ đề cử và thượng viện có nhiệm vụ cứu xét và hoặc phê chuẩn hoặc là không phê chuẩn. Nhưng mà đó là cái trách nhiệm của hai cái nhánh của cái chính quyền, hệ thống chính quyền của nước Mỹ, tức là tam quyền phân lập. Bởi vậy cho nên là nếu tổng thống có đề cử mà thượng viện không xét xử, không đề cử, không chấp thuận thì đó cũng chính là sinh hoạt chính trị. Và nếu thượng viện cứu xét và chấp thuận thì đó cũng là một hình thức là sinh hoạt chính trị. Không thể nói là năm nào cũng phải là bắt buộc phải theo một cái quy định nào, bởi vì trong hiến pháp của Hoa Kỳ thì chỉ có nói là tổng thống có là gọi là nghĩa vụ về pháp lý là đề cử một cái thẩm phán để thế cái người vừa mất hoặc là vừa từ chức, và thượng viện thì có nhiệm vụ là xét xử. Mà hiến pháp cũng không quy định là phải xét xử lúc nào, trong khoảng thời gian nào. Cho nên là lúc này thì đảng Dân Chủ là tìm cách tấn công và chỉ trích thượng viện Hoa Kỳ. Nhưng mà họ quên rằng thì năm 2016
thì họ cũng đã yêu cầu Thượng viện lúc đó là nằm ở trong tay của Đảng Cộng Hòa là cần phải cứu xét cái đề cử của Tổng thống. Cho nên là chúng ta không thể nói như là danh ngôn của Việt Nam mình nói rằng là nói đi thì cũng phải nói lại, chúng ta cũng phải là trước sau như một, chứ không thể nói là tùy lợi dụng tình hình. Mà tôi nghĩ rằng tất cả những cái tranh luận này cũng đều có tính cách chính trị cả. Và chính trị thì sắp tới đây sẽ có cuộc bầu cử. Nếu người dân thấy rằng là một bên nào không làm đúng thì người ta sẽ không bỏ phiếu cho bên đó mà thôi. Kính thưa quý vị, chương trình của chúng tôi và tiến sĩ Trần Văn Hải đến đây xin được tạm ngưng, và chúng tôi sẽ gặp lại quý vị cũng giống như tiến sĩ Trần Văn Hải trong những dịp tới, khi mà chúng ta có cuộc debate của Phó Tổng thống và hai cuộc debate nữa của Tổng thống. Chúng tôi xin được cảm ơn sự theo dõi của quý vị. Xin được kính chào. Dạ. Kính thưa quý vị, bản tin Hoa Thành Đốm tối nay đến đây là chấm dứt. Mọi liên lạc hay đóng góp ý kiến với ban biên tập SBTN DC, xin email về washingtondc@sbtn.tv. Bích Phượng kính chúc quý vị một buổi tối an vui và hạnh phúc bên người thân và gia đình. Bích Phượng xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị vào kỳ tới.